Thưa quý vị, vốn là vùng nuôi cá nước ngọt có thương hiệu của huyện Hòa Vang, nhưng những năm gần đây, nghề nuôi cá của người nông dân xã Hòa Khương thường lao đao vì đầu ra. Từ thực tế này, anh Cao Văn Tới, thôn Phú Sơn 2, đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở làm chả thắt lát và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Qua gần một năm đi vào hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, cũng như thiên tai thường xuyên xảy ra, nhưng mô hình chả cá thắt lát Văn Tới vẫn phát huy hiệu quả. Riêng đối với phòng nông nghiệp, chỗ thuộc ủy ban huyện Hòa Vang thì cũng định hướng tư vấn cho chủ hộ trong cái việc như là nuôi cá thắt lát cũng như là chế biến để mà từ cái đầu sản xuất đến khâu tiêu thụ cho nó đảm bảo. Thì qua năm 2020 thì chỗ phòng cũng đã hỗ trợ cùng với chỗ hộ gia đình là làm một cái quy trình từ có cái cơ sở sản xuất cũng như là có cái trang thiết bị để phục vụ cho cái việc làm cái sản phẩm cá thắt lát trên địa bàn. Mô hình mà sản xuất cho cá thắt lát thì cũng đầu năm 19-20 thì nhà nước hỗ trợ về cái con giống để cho phát triển khu nuôi cá của thôn. Thì qua đây thì cũng để tiêu thụ được cái sản phẩm của bà con làm ra và tại địa phương của mình và những địa phương khác trên cái địa bàn huyện mình. Xã Hòa Khương có khoảng 380 hộ nuôi cá với tổng diện tích mặt nước trên 53 ha. Riêng khu nuôi cá tập trung ở thôn Phú Sơn 1 và Phú Sơn 2 có diện tích 12 ha với hơn 70 hộ dân nuôi cá thâm canh. Với hiệu quả từ mô hình chả cá thắt lát Văn Tới đã gợi mở cho người nuôi cá nơi đây chuyển hướng từ nuôi cá truyền thống sang cá thắt lát để đảm bảo đầu ra ổn định. Đồng thời, cơ sở này cũng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đạt sản phẩm OCOP trong năm 2021. Thì tôi thấy rằng là cái mô hình mà cái chất lượng cái chả cá thắt lát này là rất là ngon. Tôi đã dùng thử rồi là nó rất là ngon. Thì sắp tới đây tôi thấy rằng là bản thân tôi và một số hộ khác mà đang nuôi cá truyền thống hoặc có lụa có tre thì cũng nên chuyển sang cái cá thắt lát này để mà mình làm ra cái sản phẩm mà chất lượng cho xã hội. Để mà đạt được cái sản phẩm OCOP thì cũng mong muốn cái đầu tiên thì cơ quan chức năng cấp trên cũng hỗ trợ về tính pháp lý về để cho đạt được một cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, và cái thứ hai nữa là để mở rộng cái sản phẩm và để đạt được nhiều các sản phẩm thì cũng mong muốn để hỗ trợ thêm những cái máy móc trang thiết bị. Theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã Hòa Khương nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương sẽ đưa làng cá thành khu nuôi cá an toàn sinh học, hình thành các dịch vụ trải nghiệm tham quan và câu cá phục vụ nhu cầu thưởng thức sản phẩm đồng quê của du khách gần xa. Với mô hình chả cá thắt lát Văn Tới là một trong những giải pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống.